Xin kính chào quý vị và các bạn. Cái rét đã bao trùm toàn bộ các tỉnh miền Bắc, nhiệt độ giảm khá mạnh, gió đông bắc thổi mạnh hơn. Ngày hôm nay không khí lạnh lại được tăng cường thêm xuống phía Nam, kết hợp với dòng xiết gió tây trên cao hoạt động mạnh, tiếp tục duy trì tiết trời nhiều mây. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc còn xuất hiện mưa và mưa rào rải rác, đồng thời còn làm nhiệt độ giảm sâu thêm, rét đậm rét hại xảy ra trên diện rộng, với nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng dao động trong khoảng từ 11 cho đến 13 độ ở vùng đồng bằng. Vùng núi nhiệt độ còn xuống thấp hơn, dao động trong khoảng từ 9 cho đến 11 độ. Vào trưa và chiều, nhiệt độ cũng không vượt quá ngưỡng 16 độ. Lùi xuống miền Trung, đới gió đông bắc mạnh ở rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa tác động. Kết hợp với điều kiện địa hình ngày hôm nay sẽ gây mưa rào và dông cho các tỉnh từ Hà Tĩnh cho đến tận Phú Yên. Trong đó một số nơi còn đạt đến lượng mưa vừa mưa to và dông. Các tỉnh từ Hà Tĩnh cho đến Thừa Thiên Huế trời rét. Riêng khu vực hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An nằm sâu trong lưỡi áp cao lục địa nên mưa giảm xuống mức độ vài nơi, nhưng trời vẫn nhiều mây, nhiệt độ giảm khá thấp, một số nơi cũng xuất hiện rét đậm với nhiệt độ trung bình ngày thấp hơn 15 độ. Trong khi đó, nằm xa về phía Nam, khu vực các tỉnh từ Khánh Hòa trở vào cho đến Bình Thuận, trời phổ biến vẫn ít mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất vào lúc trưa và chiều tiếp tục đạt ngưỡng từ 30 cho đến 32 độ. Còn tại Nam Bộ và Tây Nguyên, vẫn đang duy trì tiết trời khô ráo với kiểu thời tiết ít mưa, có nắng. Đặc biệt ở tại miền Đông còn có nắng khá mạnh, với nhiệt độ cao nhất vào lúc trưa chiều, phổ biến ở mức 34 độ, có nơi còn cao hơn 34 độ. Còn tại Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất vào trưa và chiều từ 29 cho đến 31 độ. Tuy nhiên, không khí lạnh từ phía Bắc khuếch tán xuống phía Nam cũng làm khu vực Tây Nguyên trời rét vào đêm và sáng, với nhiệt độ chỉ vào khoảng từ 15 cho đến 17 độ. Tại miền Đông Nam Bộ, nhiệt độ cũng giảm chỉ còn khoảng từ 21 cho đến 23 độ. Cụ thể, ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Mời quý vị theo dõi. Ngày hôm nay, tại thủ đô Hà Nội, mưa sẽ giảm, phổ biến không mưa, nhưng trời vẫn nhiều mây, âm u và độ ẩm không khí cao. Không khí lạnh mạnh tác động kết hợp với ảnh hưởng của dòng xiết gió Tây trên cao, làm nhiệt độ giảm mạnh. Biên độ dao động nhiệt độ trong ngày rất thấp, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm chỉ dao động từ 13 cho đến 15 độ. Rét đậm bao trùm trên diện rộng, trời đã rét lại nhiều mây và ẩm nên cái rét buốt càng được cảm nhận rõ rệt hơn. Với thời tiết như thế này dễ gây nhiễm lạnh và viêm đường hô hấp, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Quý vị nên lưu tâm và mặc ấm cho con em mình khi đưa các bé đến trường, đặc biệt vào buổi đêm khi các bé ngủ. Các bạn cũng cần lưu ý mặc ấm và đắp chăn lại cho bé ngay khi bé đạp chăn, vì vào đêm và sáng sớm là lúc nhiệt độ giảm thấp nhất và trẻ dễ bị nhiễm lạnh nhất, dẫn đến viêm đường hô hấp là điều khó tránh khỏi. Tại thành phố Hải Phòng cũng nằm chung xu thế thời tiết như ở các tỉnh Bắc Bộ, nên vào trời cũng nhiều mây, nhiệt độ giảm xuống thấp ngưỡng 11 cho đến 12 độ. Vào trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất cũng chỉ dừng lại ở ngưỡng khoảng 14 độ. Cái rét còn được cảm nhận sâu hơn ở thủ đô Hà Nội, nên khi lưu thông, quý vị cần trang bị cả áo ấm có mũ, khẩu trang, găng tay để không bị nhiễm lạnh ảnh hưởng đến sức khỏe. Lùi xuống phía Nam đến với thành phố Đà Nẵng, do tác động của đới gió đông bắc mạnh, ngày hôm nay tại thành phố Đà Nẵng trời vẫn tiếp tục nhiều mây, có mưa rào và dông. Mưa nhiều, độ ẩm cao là nguyên nhân gây ẩm ướt và ẩm mốc đồ đạc và đặc biệt là các đồ thủy hải sản khô của bà con gần biển. Dự báo mưa tại miền Trung cũng như thành phố Đà Nẵng vẫn tiếp tục duy trì và lượng ẩm trong không khí vẫn còn tiếp tục ở mức cao, nên bà con ngư dân cần có các biện pháp bảo quản thủy hải sản khô, tránh hiện tượng ẩm mốc và không vệ sinh vừa gây thiệt hại về kinh tế. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay tại Đà Nẵng không cao, chỉ vào khoảng 24 cho đến 26 độ. Vào đêm và sáng trời cũng sẽ lạnh với nhiệt độ chỉ dao động trong khoảng từ 21 cho đến 22 độ. Ngày hôm nay trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng như khu vực miền Đông Nam Bộ, thời tiết phổ biến nắng ráo không mưa. Nắng lên từ khá sớm và nhiệt độ thấp nhất trong ngày dao động trong khoảng từ 23 cho đến 24 độ. Càng về trưa thì cường độ nắng càng mạnh hơn, nhiệt độ tăng dần và đạt ngưỡng từ 33 cho đến 34 độ. Thời tiết khô ráo thuận lợi cho các hoạt động lưu thông cũng như các hoạt động mua bán thông thường của người dân thành phố. Tuy nhiên, trời vẫn khá nóng vào lúc trưa chiều, nên khi hoạt động ngoài trời lâu, quý vị nhớ bổ sung nước uống để đảm bảo cho sức khỏe. Còn tại thành phố Cần Thơ, nằm xa hơn về miền Tây Nam Bộ, vào đêm và sáng trời tương đối mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 24 cho đến 25 độ. Trưa và chiều trời nắng lên nhưng không quá gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày đạt mức 32 cho đến 33 độ. Thời tiết rất thuận lợi cho bà con miệt vườn chăm sóc và thu hoạch cây trồng vườn quả. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.